Bài tập chương 4 câu 2. Để nghiên cứu về thâm niên công tác tính tròn năm của nhân viên ở một công ty lớn, người ta khảo sát thâm niên của 100 công nhân được chọn ngẫu nhiên trong công ty và kết quả như sau. Thâm niên từ 5 đến 7 năm có 8 người, từ 8 đến 10 năm có 21 người, từ 11 đến 13 có 36 người, từ 14 đến 16 năm có 25 người, từ 17 đến 19 năm có 10 người. Hãy tính giá trị trung bình mẫu và giá trị độ lệch chuẩn mẫu. Giả sử thâm niên công tác của nhân viên của công ty trên là biến ngẫu nhiên X, có kỳ vọng là 12 năm và độ lệch chuẩn là 3 năm. Nếu lấy cỡ mẫu 100, tính xác suất để trung bình mẫu nhận giá trị lớn hơn 12,5 năm. Thì đầu tiên là chúng ta tính giá trị trung bình mẫu. Thì để tính giá trị trung bình mẫu thì mình sử dụng máy tính này. Thì trong máy tính thầy hướng dẫn cho các em là máy tính 580. Thì máy tính này thì lúc đầu chế độ tính toán bình thường của mình nó là như thế này. Đó, bây giờ mình muốn tính thống kê một biến thì em bấm menu 6 rồi chọn phím 1 tính thống kê một biến. Thì do cái bảng chúng ta đây á là cái bảng tần số, cho nên là em sẽ gọi thêm cột tần số ra bằng cách là bấm shift menu mũi tên xuống số 3, bấm số 1 là mở tần số. Và dữ liệu chúng ta đây là theo lớp, cho nên là mình sẽ lấy giá trị đại diện của lớp này để mình tính cái trung bình mẫu ra. À, từ 5 đến 7 năm thì lấy giá trị trung gian của nó, chính giữa của nó là 6. Nên mình khi mình nhập dữ liệu vô đây là 6 này. Từ 8 đến 10 thì lấy giá trị trung chính giữa của nó là 9. Rồi từ 11 đến 10 13 là mình lấy giá trị chính giữa đó là 12. Tương tự như vậy, 15 và 18. Rồi mình nhập tần số vô. Từ 5 đến 7 năm thì tần số là nhiêu, là 8. Rồi từ 8 đến 10 tần số là 21. Rồi từ 11 đến 13 tần số nó là 36, 25 và 10. Xong mình bấm AC. À, mình thử bấm cái tính thống kê một biến, bấm option nè. Tính thống kê một biến là số 2 nè. Thì ở đây em quan sát cái trung bình mẫu nó là 12,24. 12,24 đúng chưa? 12,24. Rồi chúng ta quan sát cái độ lệch chuẩn mẫu. Độ lệch chuẩn mẫu thì nó nằm dưới đây chữ SX nè, chữ SX nè. Là 3,266. Làm tròn thành 3,27 luôn. Đó, là giải xong câu A. À, đối với cái máy tính dạng này đó thì em cũng em thực hiện chế độ thống kê một biến, tức là em có thể bấm là mode nè. Mode nè. Em chọn chế độ thống kê mode 3 phải không? Mode 3. Thống kê một biến là bấm số 1. Thì để gọi trong trong máy tính này thì để gọi cái cột tần số ra thì em bấm shift mode nè, shift mode mũi tên xuống. Rồi số 4. Số 1. Thì lúc này em cũng nhập dữ liệu y như bên kia. Đó là đây là 6 này. À, 6 rồi, 9 12 15 18 8 21 36 25 10.
Thì đối với máy tính này sau khi em nhập dữ liệu thì em bấm AC nè, AC. Xong rồi để tính giá trị trung bình mẫu thì em bấm Shift, Shift 1, chọn số 4. Rồi x ngang là số 2. Rồi. Thì 12,24 đúng chưa? Rồi. Để tính độ lệch chuẩn mẫu thì em bấm Shift 1 nè, 4 nè. Độ lệch chuẩn mẫu trong cái máy tính này là ngay số 4 rồi kia, tức là x sigma n trừ 1 đó. Thì nó ra là 3,26 rồi. Thì đối với cái máy tính mà 570Hz thì cũng tương tự như cái máy tính này, mình bấm tương tự. Bây giờ mình sang cái câu B. À, theo định lý giới hạn trung tâm á, giả sử biến ngẫu nhiên này nó có kỳ vọng là 12 nè. Bây giờ mình tính xác suất để cái trung bình mẫu nó vượt qua cái 10 12,5. Ở trên mẫu chúng ta thấy thì nó trung bình mẫu nó là 12,24, chưa tới 12,5. Bây giờ thử mình tính xác suất cái trung bình mẫu nó lớn hơn 12,5. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái định lý giới hạn trung tâm. Định lý giới hạn trung tâm phát biểu là khi cái mẫu, trong trường hợp khi mẫu lớn đó, thì cái biến ngẫu nhiên Z mà nó được thành lập trên cơ sở cái thống kê này, x ngang là trung bình mẫu trừ cho kỳ vọng của x chia cho độ lệch chuẩn mẫu và nhân cho căn bậc 2 của n, nó sẽ có được phân phối chuẩn 0,1. Đây là kết quả của định lý giới hạn trung tâm mà chúng ta nghiên cứu ở chương 4. Thì bây giờ yêu cầu là chúng ta tính xác suất để trung bình mẫu lớn hơn 12,5, tức là chúng ta tính xác suất này nè. Thì chúng ta sẽ đưa về x ngang mà nó lớn hơn 12,5 thì tương đương với cái z này nó lớn hơn cái gì? À, thì chúng ta sẽ đem cái x ngang này trừ mi chia sigma căn n hết. Thì nó ra được con số này. Và con số này thì nó ra bao nhiêu, cái mình thấy là ở biểu thức ở trong dấu ngoặc này đó. Biểu thức ở trong dấu ngoặc này đó, thì em thấy là nó là một cái biến ngẫu nhiên x, biến ngẫu nhiên z như ở trên đây nè, biến ngẫu nhiên z ở bên bên v v bên v v trái đó, thì nó là biến ngẫu nhiên z bên đây, còn chỗ này là con số kìa. Tại vì ở đây đề bài nó cho đó. Đề bài nó cho kỳ vọng là mi là bằng 12 và độ lệch chuẩn là 3 nè. Tức là ở đây con số này mình có thể bấm máy mình tính ra được. Thấy không? À, tức là mình có 12,5 trừ cho 12 rồi chia lại cho sigma, sigma ở đây bằng 3 chia cho 3. Rồi sau đó là nhân cho căn căn bậc 2 của n, mà n ở đây là nhiêu? 100. Thì con số này ra 1,67, 1,67. À. Vậy thì cái xác suất của để x ngang này lớn hơn 12,5 nó chính bằng xác suất để biến ngẫu nhiên z này lớn hơn. À, lớn hơn là 1,67 đúng chưa? À, tức là biến ngẫu nhiên z lớn hơn 1,67 thì do biến ngẫu nhiên z này là tuân theo luận phối chuẩn 0,1, cho nên là xác suất để mà z này lớn hơn 1,67 thì nó bằng 1 trừ cho phi của 1,67. 1,67 này là mình tra ở trong cái bảng số số 1. Thì đây là cái bảng số 1 và bảng giá trị của hàm phi nè. 1,67 mình tra ở chỗ cái dòng nó có cái số 1,6 và cái cột có số 7, cột có số 7 nè, xuống nghe đây, tức là 0,9525, 0,9525 đúng chưa, 0,9525 đảo rồi này, thì nó sẽ bằng chỗ này nó sẽ bằng 1 trừ cho 0,9525. Rồi kết quả nó ra là số này. Coi đáp án đúng không? 0,0478, 78. Cái này tại vì cái này mà kết quả ở đây thì tính bằng cách bấm máy. Đây cái này là tính bằng cách là sử dụng cái bảng tra nè. Bảng tra rồi mình tính ra nè. Còn một cách nữa là mình có thể sử dụng bằng cách bấm máy nữa. Bấm máy là ở đây em sẽ ở chế độ mà thống kê ấy, trong máy tính này đó thì em bấm option rồi em bấm mũi tên xuống, em chọn số 4 nè,
phân phối chuẩn này, số 4 này. Đó, chọn số 1. Con số này của mình lúc nãy là nếu mà mình không làm tròn thì nó chính là 1,66. Nếu làm tròn 4 chữ số thì nó ra thế này. Đó. Đây là phi này. Và lấy 1 trừ cái đó nè, 1 trừ phi này. Thì kết quả đúng là con số này luôn. Dạ. Thì đối với cái máy tính mà 570ES thì mình bấm cái hàm phi như thế nào, thì ở chỗ mod 31 nè. Mod 31 á thì em sẽ bấm shift 1 5 51 là cái này là hàm phi nè. Yeah. Dạ. Thì trên đây là thầy đã hướng dẫn xong cái câu 2 của bài tập trường 4.